nhân vật nữ trong game được yêu thích nhất mọi thời đại. Bạn biết chưa? Trong làng game hiện đại ngày nay, vô vàn bóng hồng từ Á sang Âu, từ Đông sang Tây, với đủ loại tính cách và ngoại hình, muôn người muôn vẻ tạo nên một vườn hoa tươi mát đa sắc màu trong làng game. Tuy nhiên, mấy ông có bao giờ tự hỏi rằng đâu là nhân vật nữ trong game được yêu thích nhất mọi thời đại không? Là kiểu bánh bèo yếu đuối cần được chở che như công chúa Peach, hay là nữ cường với thân hình nóng bỏng như Lara Croft, hay là kiểu ngoại hình ngọt ngào nhưng nội tâm lại điên cuồng yêu bạn như Monica? Trên một trang web có tên là Ranker.com, nơi sẽ xếp hạng mọi thứ trên thế giới này, đã mở ra một topic với chủ đề rằng đâu là nhân vật nữ trong game được yêu thích nhất mọi thời đại. Và dưới sự cạnh tranh của vô vàn những cái tên xinh đẹp và nổi tiếng, cho tới nay, người đứng đầu danh sách này chính là Tifa Lockhart đến từ series Final Fantasy. Và có vẻ như việc cô nàng này đứng đầu danh sách là một điều khá thuyết phục, vì ai mà chẳng mê Tifa chứ, còn mấy ông không mê thì để tôi mê cũng được.